Và các bạn đang nhìn thấy đây là một chiếc lồng họa mi Lạng Sơn, form thổ rất là đẹp. Đấy, form truyền thống sàn đinh đỏ. Cái lồng này thì size nhỏ 33,5-34. Đó, móc đồng này, nậm này, sàn đinh đỏ đẹp. Cái lồng này rất là nhẹ nhàng với cái kiểu form lồng thổ như thế này, rất là nhẹ nhàng, gọn gàng. Dưới đây làm cái Lạng Sơn này thì họ làm rất là cẩn thận nha các bạn, làm cẩn thận cực kỳ, chắc chắn, rất chắc chắn. Bạn nào mà thích cái sự gọn nhẹ tiện lợi đấy, có thể là đây là sự lựa chọn, sự gợi ý cho các bạn. Thank you.